Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Merida, có model mã là 9 Ride 902. Đấy, xe này thì nói chung là cấu hình nó bình dân thôi và giá tiền cũng rất là vừa phải để cho các bác mới tập đi dòng xe đua có thể trải nghiệm với một cái mức giá là khoảng hơn 5 triệu. Đấy, thì bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem. Mức giá hơn 5 triệu các bác có chiếc xe đua hiệu Merida chính hãng, một mà bánh 700C. Hay về size của chiếc khung là size là xe là 48. Size 48 này cho các bác cao ở khoảng trên 1m65. 1m64, 1m65 đổ lên, 1m72, 1m74 là các bác đi ok. Hay về phần sơn của chiếc xe này, sơn là nguyên bản hết các bác nhé. Nói chung là phần sơn thì không có vết xước nào gọi là đáng kể, rất là đẹp, sơn zin hết, có một vết xước nhỏ nhỏ cho chiếc xe kia. Lip là được trang bị lip 7 tầng, bộ đè Shimano Tourlay, vành là vành cao bản các bác nhé. Vành cao bản, quay rất đen được thôi. Đùi đĩa 2 tầng, vành nhôm cao bản, con này đi là không sợ bị cong vênh đâu, vì nhôm nó càng cao thì lực nó càng khỏe, càng nhôm luôn. Phanh 3 mảnh, bánh 700C nhân 28. Giờ sẽ vào đo size và kiểm tra chi tiết chuyển động của chiếc xe nhé. Như trên khung thì xe nó đè đấy là 48 rồi đây. Các bác nhìn 48 luôn. Thì tâm trục đạp với tâm cọc tự nhiên là 48. Giống ngang là 51. Đấy. Kể từ các bác 1m64 đến khoảng 1m7. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Tư là đi phù hợp. Đó, em sẽ vào chuyển số, chuyển mã cho các bác xem nhé. Chiếc xe là 5,2 triệu. Trang bị 7 lít. Đấy, lên số là rất vượt luôn. Đĩa lên đĩa mượt mà. Xe được trang bị 2 đĩa 7 lít cho xe có 14 tốc độ khác nhau. Các bác nhé. May ơn tất cả các thứ là em đã bảo dưỡng lau dầu hết. Lau dầu mỡ rất là trơn tru mượt mà. Đấy. Xe có giá là 5,2 triệu, bao ship tận nhà cho các bác, chuyển hết tiền. 5,2 triệu các bác có một con xe đua Merida chính hãng để bước đầu trải nghiệm cái dòng xe đạp thể thao. Và các bác quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để bên em tư vấn trực tiếp về chiếc xe nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi các mẫu xe đẹp khác em đưa lên trên kênh. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.